Chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn tiếp tục cập nhật về tình hình nghệ sĩ Thương Tín cũng như là ca sĩ Nam Em ha quý vị khán giả. Hôm nay thì có một bài viết của một tác giả tên là Phương Nghi gửi về cho báo chí và một cái bức tâm thư rất là dài chia sẻ cái cảm nghĩ của mình. Và thực sự là đa số trong thời gian qua bà con cộng đồng mạng trên toàn thế giới, nếu như ai theo dõi các câu chuyện giữa của Nam Em và nghệ sĩ Thương Tín thì chúng ta vô cùng ngán ngẩm. Và trong cái bài viết này là cảm nghĩ của một độc giả, một khán giả có cái bình luận về cái câu chuyện này, thật là phải nói là rất là đau xót cho những cái gì mà Thương Tín trong thời gian qua, Thương Tín và Nam Em cho rằng là mình đã đi quá xa và mình đã tránh xa showbiz vân vân, nhưng mà đâu đó thì lời nói nó không đi đôi với thực hành. Nam Em nói xa rời showbiz nhưng mà ngày hôm nay thì Nam Em lại có những cái scandal khác và muốn quay trở lại showbiz. Thì thử hỏi tới ngày hôm nay thì sau khi bộ sở văn hóa thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh á là cảnh báo và phạt lần thứ hai thì liệu cô ấy còn sống bằng nghề hay không? Thì hôm nay xin mời tất cả quý bà con cô bác cùng theo dõi và cùng chia sẻ cái quan điểm của mình về câu chuyện này. Cảm ơn chị Phương Nghi rất là nhiều chia sẻ những cái bức tâm thư cũng như là cái cảm nhận của mình về cái câu chuyện này rất là hay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Phương Văn xin phép đọc những cái lời mà chị gửi gắm đến cho Thương Tín và Nam Em. Tôi quá mệt mỏi và hàng ngày đọc những thông tin tiêu cực liên quan đến Nam Em và Thương Tín. Hai nhân vật được cho là nghệ sĩ nhưng luôn tạo ra những chuyện đáng xấu hổ, chưa có hồi kết. Kính thưa quý vị khán giả, thực sự là bây giờ hai người này đang vẫn chưa là hồi kết. Không biết họ đi tới đâu và họ tạo ra những cái scandal về gì nữa. Trong những ngày qua lên mạng tôi thấy hiện ra bài hình ảnh liên quan đến Nam Em mà hầu hết là thông tin tiêu cực. Từ lâu tôi vô cùng khó chịu cách hành xử sáng nắng chiều mưa của cô hoa hậu này và thấy có vẻ như Nam Em rất thích gây chú ý bằng những câu chuyện giật gân mà người bình thường không làm được. Thì chỉ có những người mà thích giật gân như Nam Em, một lúc thì tạo scandal này, lúc thì tạo scandal khác. Đó là cô ấy tự chọn cho mình chứ không ai mà làm cho cô ấy phải là tan tành sự nghiệp. Và nhiều khán giả cho rằng là cô ấy tự đánh mất bản thân mình. Chứ còn khán giả, nhiều cô chú bác lúc đầu vẫn thương. Và một khán giả viết tiếp theo, cách đây vài tháng thì Nam Em liên tục live stream trên mạng xã hội, có gần cả 2 triệu người theo dõi và thu hút bởi những nội dung độc hại bóc phốt hàng loạt người nổi tiếng dưới dạng ẩn danh gây hoang mang dư luận. Thì Phương Văn xin phép nói chỗ này, trong cái thời điểm đó thì quý vị khán giả còn nhớ là chồng của Nam Em, chồng sắp cưới ha, tuyên bố là một mình tao chấp hết showbiz miền Nam. Khi mà nói ra câu đó thì trời ơi, khán giả vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng, không biết cách anh có thế lực như thế nào mà anh dám đứng lên nói là một mình tao chấp hết showbiz miền Nam. Nếu mà chơi không lại thì tao nhờ anh em miền Bắc và nhờ luôn cả Bộ Văn hóa Thông tin ngoài Bắc dập luôn miền Nam. Thì quý vị khán giả thấy là họ không biết tư tưởng như thế nào mà khi mà phát biểu trên cộng đồng mạng đó là mọi người rất là ngao ngán và hỏi ôi thử đi câu nói của mình là chia rẽ giữa miền Bắc và miền Nam và phải là nhờ miền Bắc là dập cho miền Nam. Cái câu nói có vô cùng ngu dại luôn ở trên cộng đồng mạng. Như vậy thì thử hỏi đi các nhà chức năng, các cơ quan chức năng, người ta có để yên cho mình không? Khi mình phát biểu linh tinh như vậy, thực sự là các cơ quan chức năng người ta không phải một hai ngày mà người ta đã là mời làm việc đâu, nhưng mà qua dư luận, qua cộng đồng mạng nắm tình hình thấy là tất cả mọi người đều không có đồng tình, toàn là nội dung tiêu cực với những cái câu chuyện mà gây hoang mang. Như vậy thì khán giả là không đồng tình, sau đó mới tới cơ quan chức năng mời làm việc đó, tại vì gây ảnh hưởng tiêu cực rất là nhiều trong cộng đồng mạng. Để chúng ta thấy
Khi mà đã chơi Facebook, YouTube và TikTok thì thực sự ra đem những cái điều gì tốt đẹp cũng như là vui vẻ cho tất cả mọi người, để có những cái thông tin rồi có những cái thước phim hay và bổ ích, nói chung là làm sao mà tích cực. Chứ còn tiêu cực như thế này thì bà con cô bác người ta xem để người ta hầu như là người ta muốn tò mò thôi để xem như thế nào. Mình đi quá xa như vậy thì thiệt hại chỉ về mình mà thôi. Và vị khán giả này viết tiếp là: tôi không hiểu vì sao người đẹp này lại công khai xúc phạm, bôi nhọ người khác mà vẫn có thể nhẫn nhơ như vậy. Những người như thế này ở showbiz Hàn Quốc hay Trung Quốc có khi bị phong sát từ lâu rồi, chứ không để ở đó mà làm trò hề mãi như vậy. Tôi đặt dấu hỏi về nam em có vấn đề về mặt tâm lý khi hành xử không bình thường như vậy, hay là cô ta quá thông minh khi nghĩ ra những cách không giống ai để thu hút sự chú ý trên mạng. Thì kính thưa quý vị khán giả, khi mà chúng ta muốn làm người nổi tiếng, thật sự là tạo scandal như vậy là mang về tiêu cực cho mình, mặc dù nó nổi tiếng nha. Thì nổi tiếng về cái xấu thôi, nhưng mà cái đẹp không mang về cho mình. Thực sự khi mà tạo scandal đó để cho mọi người, công chúng biết tới mình, thì cái điều đó chắc có lẽ là cái người mà thực sự họ muốn nổi tiếng thì họ không dám làm như vậy đâu. Chỉ có những cái người mà bất bình thường họ mới làm như vậy. Một là bây giờ là không còn gọi là không còn tiếng tăm nữa, cho nên mới tạo ra những cái scandal như vậy để cho mọi người chú ý tới mình. Mà chú ý thì họ vô cùng ngán ngẩm, và liệu họ có ủng hộ mình hay không. Và khán giả viết tiếp theo là: đỉnh điểm và cách đây 1 tháng khi livestream nam em bất ngờ tiến ra ban công. Cái video này Phương Văn cũng có xem ha. Trèo ra ngoài và không quay vào nhà khiến nhiều người xem hoang mang. Kính thưa quý vị khán giả, trong cái video này Phương Văn xem từ đầu tới cuối, khi mà thật sự mình xem mình hốt hoảng, mình nói ủa cái cô này, cái cô này sao kỳ vậy ta, sao đang livestream mà đi đi ra ngoài ban công, thì leo từ ban công, leo từ 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 bước cái chân qua khỏi lan can, và đồng thời đi qua rồi đi lại. Mà quý vị khán giả thấy cái lan can ban công đó nó cũng xa mặt đất đó, chứ không phải là gần đâu, mình phải mình bước một bước mà tới đâu. Mà lỡ ra ngoài đó trượt tay té ngã rồi bắt đầu phiền không, công an người ta phải tới, các cơ quan chức năng người ta phải tới, vân vân. Và làm như vậy thì ảnh hưởng người xem rất là nhiều. Ở đây Phương Văn cũng như tất cả quý vị khán giả khi mà đang xem cái video đó, họ biết cô này cô làm cái gì, hành động gì mà kỳ quái vậy ta, đang livestream với khán giả, người nín thinh, người bước ra khỏi ban công, người đi dọc qua dọc lại như vậy ra, còn hồi một hồi cũng không biết luôn, không thấy quay trở về, cho đến khi mà chồng của nam em tắt livestream thôi, chứ không biết chừng nào cô ấy cũng quay về ha. Cái hành động như vậy mà dám mà để lên livestream thì các người này cũng bất bình thường. Thì trước đó bị cơ quan chức năng là nhà phạt 37 triệu 500 ngàn đồng rồi. Thì lần này sau thời gian đó nói lặng thật, nói là từ giả showbiz biết không còn đi nơi nào đó là nghỉ bình yên, không còn tiếp xúc vân vân. Thực sự là Phương Văn nói là cái cô này trước sau gì cũng tài khoản cũng bị khóa thôi. Đó, thực sự là mà không sai, đến thời gian sau thì bây giờ tài khoản bị khóa hết rồi. Bây giờ quý vị bà con mà đi tìm những cái tài khoản của nam em, bây giờ bị bay màu hết rồi đó. Đó, giờ bị cấm không biết tới khi nào. Hay là cái vấn đề mà vừa rồi thì chồng nam em nói là cái tài khoản Facebook, YouTube rồi đó là nhờ một cái công ty nào đó khóa lại. Cái đó mình cũng tự khóa được, hoặc là cơ quan chức năng người ta khóa, chứ không phải là mình nhờ ai để khóa đâu. Đó, của mình thì mình tự khóa cũng được như vậy. Đó, hành vi này của một người nổi tiếng thì thật là khó hiểu và khó chấp nhận, chưa kể ảnh hưởng tiêu cực đến những người trẻ đang là đối tượng dùng dùng mạng xã hội. Đó, thì thực sự ra từ người người lớn tuổi, trẻ người ta cũng vẫn có xem, và người cô chú bác người ta vẫn có xem. Đó, chứ không phải là không. Thực sự là nhiều khán giả cũng đồng tình với tác giả của bài viết này, là không ai đồng tình về cái hành động của nam em như vậy, cho rằng là về mặt tâm lý bất bình thường. Có nhiều khán giả nói là cô này người nhà nên đem đi khám bệnh. Và khán giả viết tiếp theo: điều tôi ngại nhất chính là nam em không ý thức được những hành động tưởng như là vô hại của mình có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Tính đâu là cái việc mà mình làm như vậy là bình thường thôi, gây chú ý vậy thôi, nhưng mà cái hành động tiêu cực như vậy thì khán giả và cơ quan chức năng người ta mới mới không đồng tình, người ta mới mời làm việc và bị phạt.
Dù liên tục bị cơ quan chức năng triệu tập và xử phạt, nhưng người đẹp này coi đó là một bài học mà tiếp tục có hành động, có cái động thái là coi thường dư luận. Thì khán giả cho rằng là nam em này khi xử phạt mà không coi đó là một bài học mà vẫn tiếp tục gây hoang mang, lẫn tiếp tục là live stream, rồi tiếp tục là làm những cái trò hề, có lúc thì nói từ giả khán giả, có lúc thì không xem nữa, tôi sẽ đi nơi thật xa, rồi tôi không có quay lại showbiz này kia nọ. Thì quý vị khán giả thấy là khi mà con người là đã là showbiz rồi thì không làm nghề showbiz, thì quý vị khán giả thấy bây giờ cổ làm cái gì? Cổ làm cổ đi hát mà không cần khán giả thì hát ai nghe? Làm YouTube mà nói là không cần người xem thì làm sao mà có tiền đó? Rồi đi chuẩn bị ra bán nước hoa mà không có người ủng hộ thì ai mà mua? Nói chung là mình làm như vậy là tự bản thân mình đã tiêu diệt cái sự nghiệp của mình, tiêu diệt cái con đường sống của mình và con đường làm ăn của mình đó, chứ không phải nổi tiếng gì đâu. Và một khán giả cũng chia sẻ thêm, chính vì vậy tôi vô cùng tán đồng khi Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với tài khoản Facebook và TikTok có tên Nguyễn Lệ Nam Em sau buổi làm việc ngày 9 tháng 4. Nói chung là ai cũng đồng tình, đề nghị là đóng hết những cái tài khoản này. Tôi hoan nghênh động thái kịp thời và quyết liệt của cơ quan chức năng đối với người nổi tiếng nhưng có hành vi lệch lạc khó chấp nhận như Nam Em. Thực sự ra mà nói, trong thời gian qua thì mọi người đều không có ủng hộ và đồng tình. Tại vì trước đây có nhiều cô chú, người ta cũng động viên, người ta thương người Nam Em rất là nhiều. Tại vì nói là cái thiếu thốn tình cảm của mình từ nhỏ rồi lớn lên rồi cũng tự lực cánh sinh. Mà thật sự ra cô ấy tự lực cánh sinh thiệt, cái đó nói chung có tài năng thiệt. Có nghĩa là tự bản thân mình, đó, ví dụ như là bản thân mình là đi thi Hoa hậu nè, có muôn ngàn cái khó khăn nhưng mà may mắn đã mỉm cười với cô ấy. Và đồng thời cái giọng ca trời cũng cho mình đó, giọng ca trời phú. Tại vì khi hát hay thì mới hát được cái giọng ca trời phú. Vậy mà không biết những gì mình đang có mà tạo những cái scandal rồi đi lệch lạc cái hướng đi của mình. Rồi khi gặp cái ông chồng cũng vậy, 49 gặp 50 là vậy đó. Đó, 49 gặp 50, hai cái người này đó là tự tạo ra scandal rồi làm những cái điều mà bất bình thường. Đó, bây giờ nói cho giữ vào, nói là giờ nhờ anh em miền Bắc dập cho showbiz miền Nam và nhờ Bộ Thông tin ở ngoài Bắc luôn là dập cho miền Nam, dập nổi không? Đó. Nói mà không có biết, nói mà không biết suy nghĩ, nói cho đã cái miệng mình thôi. Chứ không có biết suy nghĩ, mình nói là mình đi sai và lệch lạc như vậy. Mà nói trên cộng đồng, nói lên live stream nữa thì quý vị khán giả thấy là 49 gặp 50, hai cái cặp đôi này là cái người không bình thường luôn. Tại trước đây Phương Văn cũng yêu thương và cũng ủng hộ, nhưng mà càng về sau thì hầu như là khán giả, những người mà yêu thương Nam Em đó là rời bỏ cô ấy ra đi rất là nhiều. Và chính Phương Văn cũng vậy, cũng mong là cô ấy thực sự ra không phải ghét mà cũng là bây giờ thương thì không còn thích như ngày xưa nữa. Tại vì tạo scandal và chính cô ấy phải tự từng bước làm lại từ đầu, coi như từ số 0, phải làm cái gì đó để cho khán giả thấy ở thời gian qua có va vấp, có những cái lỗi lầm mà mọi người vẫn yêu thương đó. Thì khán giả này viết rất là dài. Và cũng có thể người đẹp này ý thức được việc làm của mình và có thể là Nam Em muốn tự xử trước khi cơ quan chức năng khóa tài khoản của mình vĩnh viễn. Đó. Tại vì nói là trước khi đề nghị nhưng mà chưa, thì sau đó là Nam Em đã tự khóa tài khoản rồi, chứ không có cơ quan chức năng chưa khóa. Đó, mà không khóa đi nữa, live stream mà lung tung lang tan và những phát biểu những cái linh tinh như không có kiểm soát được á, thì cuối cùng cơ quan chức năng cũng khóa vĩnh viễn nữa thôi. Chỉ cần gửi YouTube một cái là nó khóa vĩnh viễn, là nó xóa luôn kênh này. Thôi thì dù sao khán giả cũng được yên một thời gian. Thực ra khán giả tới đây nói là thôi bây giờ thì dù sao đi nữa, thời gian cô này im hơi lặng tiếng á, thì cũng một thời gian, nhưng mà bây giờ quay trở lại nữa rồi khán giả ơi, mà không bị quấy rầy bởi những thông tin hình ảnh vô bổ cô Hoa Khôi này
hàng ngày phát tán từ trang cá nhân tích xanh, nhưng nam em trở lại mạng xã hội hay hoạt động nghệ thuật hay không thì tôi không tẩy chay vĩnh viễn nhân vật này trong showbiz. Thì khán giả này cũng thương, mặc dù là có trở lại hay không nhưng mà cái khán giả này vẫn không tẩy chay, có nghĩa là chỉ nói lên cái cảm nghĩ của mình thôi, chứ còn tẩy chay thì không không có tẩy chay. Nam em đó thì nhiều bà con cô bác cũng chia sẻ như vậy, là mong cô ấy là làm những việc là tốt hơn thôi, chứ còn cũng còn thương, chứ không phải là tẩy chay, không phải ghét bỏ hẳn, nhưng mà tuổi còn trẻ mà phải làm lại một cái gì đó cho nó tốt hơn. Và tiếp theo chia sẻ về cái câu chuyện của diễn viên Thương Tính, chú Thương Tính ha. Tương tự như Thương Tính, diễn viên có tuổi cũng khiến tôi bức xúc không kém nam em gần đây. Cảm ơn chị Phương Nghi rất là nhiều, chị viết cái tâm thư rất là dài giữa hai nhân vật Thương Tính và nam em ha. Hàng loạt hành động xấu hổ của nam diễn viên từng vang bóng một thời này qua gian khổ khiến tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tôi từng yêu mến những vai diễn của Thương Tính hàng chục năm trước, nhưng thật sự thất vọng khi đọc hàng loạt thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư của ông gần đây. Một diễn viên đã qua thời, không những xuống dốc về ngoại hình, còn lao dốc về cách hành xử khiến ai cũng ngao ngán. Tôi thật sự bức xúc thay cho chị Kim Chi và anh Tô Hiếu bởi họ thương người. Đưa tay ra giúp cô mang Thương Tính trong cơn bỉ cực nhất, nhưng sau đó đều nhận lại trái đắng. Với người bình thường, ai giúp mình trong lúc hoạn nạn đều ghi nhớ và mang ơn suốt đời. Mình tìm cách báo đáp không hết, nhưng lại Thương Tính thì khác. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn xin phép nhắc lại và chia sẻ thêm cái vấn đề này. Trong cái thời gian mà chú Thương Tính đột quỵ đó, chị Trịnh Kim Chi và cùng đồng nghiệp và một MC cũng nổi tiếng quyên góp cái số tiền từ bà con của bác là cho chú Thương Tính. Và tại thời điểm đó là nằm viện cũng không có tiền. Đó, cái cô vợ trẻ thì cũng đâu có làm gì ra tiền đâu. Đó, thì trong cái thời điểm đó là cho tiền và gửi sổ tiết kiệm cho con gái này kia nọ. Đó, rồi sau này cũng ổn rồi. Nhưng mà sau đó lùm xùm vụ liên quan tiền bạc thì nói chị Trịnh Kim Chi là chặn tiền này kia nọ lùm xùm. Rồi cũng cũng có những cái đôi co. Nhưng mà thật sự người ta hiểu rồi. Đàn em hiểu rồi, người ta không có tiếp tục ủng hộ nữa. Và người ta cảm thấy quá ngao ngán, tìm cách tránh xa. Như anh Tô Hiếu bây giờ cũng như giống như chị Trịnh Kim Chi ngày xưa. Anh Tô Hiếu bây giờ là thật sự anh không có tiếp tục hỗ trợ nữa đâu. Và có nhiều khán giả nói là tại sao anh Tô Hiếu không có đưa cái thẻ cho ổng, ổng đi rút tiền đi mà phải đợi anh Tô Hiếu dắt ra ngân hàng. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là mấy lần trước, lâu lâu rồi anh Tô Hiếu anh cũng có chia sẻ là khi mà làm cái thẻ thì chú Thương Tính là nó làm đi rút thẻ, không biết á, không biết lớn quá như thế nào đó là bị mất thẻ, rồi làm lại, rồi nói chung là trục trặc về cái thẻ, cho nên là không có đi rút được. Nếu mà chú như người ta biết dùng công nghệ hoặc là cái này kia nọ, có thẻ cũng dễ dàng, mà giao cho ông cái thẻ rồi ông cũng không có không không có làm được nữa, cho nên mỗi lần mà tiền về gì đó là anh Tô Hiếu ảnh đâu có rút được, ảnh phải chở ổng đi ra ngoài ngân hàng á rút đó, tại vì chính chữ ký của chú Thương Tính thì mới rút được, chứ anh Tô Hiếu anh có rút được đâu. Cho nên là khán giả thắc mắc tại sao đưa thẻ cho ổng, đưa thẻ cho ổng ổng làm mất, rồi đưa thẻ cho ổng rút ổng làm nút mấy lần, nói chung là không có được xài, không biết xài, xài không có được, mỗi lần cần gì anh Tô Hiếu chở ra ngoài đó. Và vừa rồi là nói cái vụ mà ăn chặn tiền từ thiện, thì trước khi cái việc đó xảy ra rồi đó thì thật sự là quá ngao ngán, cái người mà mang ơn, mình mang ơn mà quay xe 180 độ nói Tô Hiếu là ăn chặn tiền cách xe đó. Rồi anh Tô Hiếu là nói là mỗi lần đi nó chở đi rút thì rút được, còn bản thân tôi rút không được, tại vì ổng vướng những cái thủ tục giấy tờ mà ổng có rút được đâu, phải đưa cho ổng biết xài thì ổng rút luôn rồi đó. Nói chung là cùng cái gì cũng phải tới tay anh Tô Hiếu cả. Và cái anh Tô Hiếu, cái việc mà anh Tô Hiếu là tới sao kê ra cho ổng đó, là còn bao nhiêu đấy, phải chở ổng ra ngân hàng, ổng ký tên trong đó rồi ổng rút tới ngân hàng, chứ anh Tô Hiếu ảnh đâu có ký đâu. Rồi anh Tô Hiếu là cái người đưa tay ra giúp đỡ cô mang Thương Tính trong cơn bị cực nhất, mà sau đó đều nhận trái đắng là vậy đó.
khán giả chia sẻ rất là dài nha. Cả cô Trịnh Kim Chi và anh Tô Hiếu đều là thương, đều là bị thương tính nói xấu, tố ăn chặn tiền quyên góp và tiền cắt xê đó. Bà Kim Chi thì bị là nói là ăn chặn tiền quyên góp cho ông nhiều mà giờ đưa ít. Rồi ông Tô Hiếu thì nói ăn chặn tiền cắt xê đó. Thực sự ra anh Tô Hiếu anh chia sẻ rằng là đi mà đi show cho chú thương tính là 5 triệu thôi, nhưng mà người ta thương người ta cho ông 10 triệu là người ta hứa, ông cũng biết như vậy đó. Những phát ngôn trước và sau bất nhất của thương tính khiến hai nghệ sĩ phải cay đắng tuyên bố cắt đứt rời xa mối quan hệ này là không sai. Vừa rồi thì anh Tô Hiếu nói bây giờ anh không có tiếp tục hỗ trợ chỗ ở nữa, không có tiếp tục là hỗ trợ, chỉ vẫn còn thương mà là kiếm xô cho ổng đi hát vậy thôi. Vừa rồi là tới ngày 20, bữa nay ngày 18 nè quý vị khán giả, ngày 20 có một show anh Tô Hiếu nói là ở Sài Gòn đó hát đám cưới mà người ta muốn mời anh Thương Tính tới show thì anh Tô Hiếu nhận 5 triệu nhưng mà chủ nhà ta cho thêm 5 triệu là 10 triệu coi như người ta giúp đỡ ổng. Mà tới ngày hôm nay, mấy hôm nay ổng đi lang thang Đà Lạt rồi bây giờ ổng đi qua Phú Yên này kia nọ thì anh Tô Hiếu gọi không được. Mà mắc cái gì cái điện thoại ổng cầm mà ổng gọi anh Tô Hiếu thì được, mà anh Tô Hiếu gọi lại ổng thì không được đó. Rồi ổng đổi số, ổng có lúc thì ổng mượn số của người này, mượn số của người kia ổng gọi, mà chắc trong tài khoản không có tiền hay sao. Vừa rồi quý vị khán giả còn nhớ còn 50.000 trong túi mà đi taxi mà phải nhờ taxi gọi về cho anh Tô Hiếu để xin tiền, để trả tiền taxi đó. Lúc đầu gọi bà vợ, gọi bây giờ trẻ gọi cho bà, nhờ ông taxi gọi, gọi xong rồi bà có thái độ rất là không có thích, không có hợp tác, rồi muốn làm gì làm đi rồi bà cúp máy. Đó. Coi như là ở nhà thì không chịu đi chỗ này chỗ kia, tiền bạc thì không có, mà trước đó mới nhận được 10 triệu nha. 10 triệu đi hát vừa xong rồi mượn 10 triệu, mà ông đi vài ngày ông đã hết tiền. Đó, thì thử hỏi đã đi hết tiền mà đi tìm người thân mà không biết địa chỉ, không biết số điện thoại mà đi lên đó rồi đi lang thang. Bây giờ đi lang thang chưa có thông tin quay trở về nha. Đó, bây giờ anh Tô Hiếu anh nói giờ không biết làm sao mà liên lạc được ổng. Cái lúc mà gọi về thì anh Tô Hiếu chưa kịp báo cho ổng biết là có show ở Sài Gòn người ta như vậy đó. Chứ nếu mà có báo cho ổng thì chắc ổng mừng lắm đó. Chú Thư Tính ổng mừng lắm, ổng đã kiếm tiền. Thưa quý vị khán giả thấy đi, ổng mới hát một show đây được là 10 triệu, bây giờ sắp tới 10 triệu một tháng ổng làm được 2-3 show, ổng được 20-30 triệu rồi. Ổng ngon hơn mọi người đi làm văn phòng không? Đó, mà không biết thì mà chi tiêu tích cóp thì có nhiêu xài láng hết. Bởi vì nhiều người khán giả nói cho rằng là tại sao có con trai không về và ở, mà con trai bây giờ là cũng có hoàn cảnh cũng khó khăn, có hai đứa con rồi là thương cha thì thương, có kêu về nếu mà ổng như người ta thì là ổng về ở với con này kia nhỏ. Nhưng mà khán giả nói ông nội ai còn chứa, ổng còn không nổi tại vì ổng xài tiền như nước như vậy rồi đi về thằng con rồi tiền đâu ổng xài, cho nên thôi thà là ổng lang thang vậy chứ con nó đỡ khổ, mà trước giờ ổng có nuôi con cái gì đâu đó. May ra được thằng con trai mà coi như thằng trai không có hỗ trợ giúp đỡ gì con trong lúc con nhỏ hết trơn trọi, rồi tới giờ này thì con nó cũng cơ cực, nó đâu có nuôi lại được đâu. Đó là cái giá phải trả của một người phong lưu phiêu bạc mà vợ có bằng vợ hết vợ này vợ kia đó. Bây giờ cuối cùng lấy cái bà vợ mà cái cô Kim Chi, cái cô trẻ đó là nhỏ hơn 32 tuổi đó, tưởng đâu là bây giờ mình lấy như vậy là ngon vậy, nhưng mà cuối cùng có được nuôi người ta đâu đó. Cuộc sống của ổng lang thang như thế này, lấy bà vợ trẻ mà không vui được, phải nói là cái cô gái này cũng hy sinh dễ sợ để lấy một người lớn hơn mình, lớn hơn tuổi cha mẹ mình nữa mà chấp nhận, rồi cuối cùng đẻ được một đứa con gái hoài và bây giờ tự phải gánh lấy khổ bản thân, coi như là chồng có chồng thì cũng như không, thôi tự bản thân. Cho nên là lúc mà đi Đà Lạt mà nhờ ông taxi gọi về kêu vợ trả tiền đó là bả đâu có chịu giả trả, bà cúp máy luôn, bả đâu có thèm trả đó. Đi muốn giỏi đi làm gì để làm đó, cho nên cuối cùng bây giờ không có nơi nương tựa. Và chị Phương Nhi chị nói tiếp là trong mắt tôi bây giờ Thương Tính không còn là một diễn viên đáng tôn trọng, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho nam em và Thương Tính vì những gì họ làm và mong showbiz sẽ không xuất hiện thêm những cái chí phèo như vậy cho công chúng được nhờ. Đó, cảm ơn chị Phương Nhi rất là nhiều. Thực sự khi mà đọc cái bức tâm thư của chị Phương Nhi, Phương Văn có một vài lời phân tích thêm, cũng như là cảm ơn chị rất là nhiều. Chị viết hết những cái gì tình cảm
tâm tư cũng như là những gì mình đang bức xúc thay cho tất cả mọi người, cho tất cả quý vị khán giả. Tôi thì cảm ơn tất cả quý khán giả rất là nhiều. Mong tất cả quý bà con luôn ủng hộ Phương Văn trên mọi nẻo đường, kênh Phương Văn Official và kênh Người Trong Cuộc Phương Văn, chia sẻ những cái thông tin, những cái tin tức và những cái câu chuyện nào đó liên quan trong cuộc sống đời thường. Cảm ơn tất cả quý khán giả rất là nhiều. Xin chúc quý bà con, cô bác một ngày mới an vui, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau. Giới thiệu với chị em phụ nữ, đây là một set sản phẩm dưỡng da tái tạo làn da giống như da em bé, kết hợp giữa sản phẩm Hàn và sản phẩm Thái. Đặc biệt là chai nước hoa hồng này làm bong tróc da, tái tạo làn da giống như da em bé. Và sau đó là bước dưỡng serum, toner, sữa dưỡng da và mặt nạ. Đặc biệt là chai dưỡng da, trắng da, giữ ẩm và đồng thời là có kem chống nắng hàng ngày, luôn tái tạo làn da giống như da em bé. Chị em phụ nữ chúng ta nên xài rồi sẽ trải nghiệm. Mình cực kỳ là thích khi mà sử dụng sản phẩm này. Giá rất là mềm so với những sản phẩm khác. Mời quý vị chị em phụ nữ cùng trải nghiệm. Đặc biệt là chai nước hoa hồng này chúng ta là tái tạo được làn da non và mềm, và đồng thời hạn chế tàn nhang, đồi mồi và đốm nâu trên gương mặt của mình. Khi chị em phụ nữ dùng thì lấy lại tự tin, vẻ đẹp của mình ha. Xin chào tất cả chị em phụ nữ nha, cảnh cũ người xưa luôn. Hôm nay giới thiệu một cái loại nước hoa mới ở sản xuất ở New York ở Mỹ nha quý vị khán giả. Đây là một cái chai nước hoa Tommy Girl 100ml. Phải nói là Phương Văn dùng qua nhiều loại nước hoa, nhưng mà mỗi một cái loại là mỗi hương sắc khác nhau. Quý vị khán giả nhắn với giỏ hàng của Phương Văn TikTok ha, được giảm một cái giá là đặc biệt ưu đãi luôn. Đây là những cái loại nước hoa giới thiệu là ngoại nhập. Phải nói cái mùi nước hoa nó cực kỳ thơm luôn. Trời ơi, mùi nào nó cũng thơm hết, mấy chế ơi, quá trời thơm luôn đó. Luôn lúc nào mình đi đâu á, người mình nó cũng có nước hoa nó thơm thơm, thích lắm. Vì em là con gái mà, cho nên tất cả quý vị khán giả nên sắm cho mình một chai để ở nhà. Tommy Girl đó, một cái loại nước hoa ở tại Mỹ thơm lắm luôn á. Mình chị em phụ nữ không thể thiếu trong gia đình nha, luôn vui vẻ. Xin chào chị em phụ nữ nha, ngồi đây cảnh cũ người xưa luôn, giới thiệu hai cái loại sản phẩm mới. Đó là một cái loại toner dùng cho mặt cho quý vị khán giả. Đây là một bước không thể thiếu trong trang điểm, là để dưỡng ẩm nè, làm bóng da, làm mềm da và đẹp giống như da em bé luôn quý vị khán giả. Đây là một cái chai 280.000 mà chúng ta xài cả năm luôn. Một trong những sản phẩm dùng trong thẩm mỹ viện Hoài Anh, là một trong những thẩm viện nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh về làm đẹp da, chăm sóc da chị em phụ nữ. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cái sản phẩm khác, đó là cái sản phẩm dùng để trắng cho body. Ví dụ như hai cái chai này, hai cái hũ to này chỉ có 800 ngàn thôi. Quý vị khán giả thấy đây là cái hộp Phương Văn dùng trong cái thời gian vừa qua. Quý vị khán giả thấy một cái chai to, hũ to nè. Khi chúng ta dùng cổ, dùng tay giống như vậy nè. Đó, da mình luôn luôn trắng mịn, dùng giống như là da em bé, thời gian sau trắng hơn da mặt luôn. Luôn lúc nào cũng thơm tho và xinh xắn. Yêu đời nha. Xin chào tất cả chị em phụ nữ. Hôm nay Phương Văn giới thiệu làm đẹp những mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam nha quý bà con. Hôm nay là giới thiệu những cái sản phẩm mà sản phẩm này được dùng trong thẩm mỹ Hoài Anh. Đây là một trong những cái sản phẩm mà nổi tiếng và đồng thời là rất là nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. Ví dụ như đây là serum nè quý bà con, 30ml thì 390. Đây là giá niêm yết toàn quốc và ship cho tất cả chị em phụ nữ toàn quốc ở Việt Nam. Ở ngoài thì nước ngoài thì không ship được. Ở đây là quý bà con thấy đây là combo body làm kem mà dưỡng trắng ngày, ngày và đêm. Và thực sự khi mà chúng ta dùng thời gian là cái da của chúng ta rất là mịn màng. Và cái da cổ quý bà con thấy thường chị em phụ nữ hay mặc cái cổ áo kiểu hở đó, thì thời gian cái da cổ của chúng ta rất là đẹp, rất là trắng mịn màng, trắng hơn cái mặt của mình nữa. Và giới thiệu đây là một cái sản phẩm mà sữa rửa mặt và nước tẩy trang. Tuy nhiên chúng ta có thể là dùng riêng nước tẩy trang, rất là cần thiết để chúng ta tẩy sạch những chất bụi bẩn. Chỉ có 280.000, tất cả giá này được niêm yết trên toàn quốc nha quý bà con. Serum phục hồi da và kem dưỡng trắng ngày và đêm 400 và nước hoa hồng. Đặc biệt là nước hoa hồng, cái bước đầu tiên để chúng ta làm sạch và giữ ẩm làn da trước khi chúng ta dùng những cái kem khác. Và đồng thời bây giờ chúng ta tiếp tục những cái sản phẩm khác làm mềm môi, đẹp môi khi mà da khô nứt rồi đó.
Đây là nhà sữa rửa mặt nào quý bà con. Rồi đây là combo chống lão hóa. Và đặc biệt cái lớp cuối cùng là kem nền có độ là SPF 50 trở lên. Cái giá có 600. Thực sự là khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì cũng không thể thiếu được cái kem phủ bên ngoài để chống ánh nắng và đồng thời luôn luôn bảo vệ làn da của chúng ta. Và phía dưới là những cái toner và sáp dưỡng môi và những cái loại kem thì Phương Văn sẽ giới thiệu cho tất cả quý chị em phụ nữ. Khi mà làm đẹp thì ai cũng mong muốn cho mình có hiệu quả. Thực sự đây là những cái sản phẩm mà phù hợp cho chị em phụ nữ ở Việt Nam cũng như là Á Đông. Thực sự ra mà nói những cái sản phẩm này rất là mềm. Và số điện thoại Phương Văn để trên màn hình, nếu quý bà con gọi không được, nhắn tin, sau đó Phương Văn sẽ gọi lại và tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn quý khán giả.